Hello, Thê Tâm xin chào tất cả các bạn. Các bạn cảm thấy video của Thê Tâm có thú vị không nào? Chỉ cần các bạn có một chiếc điện thoại di động là các bạn có thể làm cái video giống như Thê Tâm. Nào, bây giờ Thê Tâm xin mời các bạn xem lại cái quá trình mà Thê Tâm sản xuất ra cái video này như thế nào nhé. Ok. Đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh để đón theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của Thê Tâm nhé. Còn bây giờ, Thê Tâm xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!